Phú Hunter, Tố Tâm, Gia Hưng, Thanh Hoài, Lô Tín. Ô Duy Anh ơi, sao anh làm bẩm cái gì đấy? Duy Anh đang sốc lại tên những nhân vật đã may mắn được tham gia chương trình Hãy Hát Lên đấy mà. Không biết là ngày hôm nay thì ai sẽ là người may mắn ở số tiếp theo đây? Có thể là một anh chàng rất là handsome chẳng hạn. Các bạn thấy không, cô nàng lại bắt đầu mơ màng tiếp rồi. Theo quy định của chương trình thì không giới hạn bất cứ ai, U50, 60, U bao nhiêu cũng được hết, chỉ cần là phù hợp với điều kiện của chương trình. Và đặc biệt là phải có cái đam mê ca hát, đúng không các bạn? Thì anh ơi và quý vị ơi, chúng ta cũng cần một chút lãng mạn để cho cuộc sống thêm thú vị đúng không nào? Và nếu như mà quý vị muốn thổi bùng niềm đam mê ca hát thì quý vị cũng đừng quên tìm đến với chúng tôi ngay bây giờ bằng cách gửi một CD về cho chương trình theo địa chỉ chương trình Hãy Hát Lên ntva@gmail.com hoặc là một MV đã hoàn chỉnh rồi. Và quý vị có thể biết thêm tất cả những thông tin về chương trình Hãy Hát Lên bằng cách truy cập vào địa chỉ fanpage Hãy Hát Lên NTV. Và còn một kênh nữa phối hợp rất là ăn ý và cũng rất là quan trọng với chương trình này, đó là kênh nào chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hiện tại thì Lê Mai đang có mặt tại số 22 đường Trường Thi, thành phố Vinh. Đây là trụ sở của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Phạm Tuấn Vinh. Anh ấy là người hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong chương trình Hãy Hát Lên. Em chào anh ạ. Vâng, em là Lê Mai, đã gọi điện cho anh qua điện thoại rồi. Dạ. Anh ơi, từ khi mà chương trình Hãy Hát Lên bắt đầu thì Phòng Văn nghệ Giải trí đã có công văn gửi sang cho bên tỉnh đoàn và đã nhận được sự hỗ trợ cũng như là sự phối hợp thực hiện rất là tốt. Vậy thì mình làm thế nào, triển khai chương trình như thế nào ạ? Sau khi nhận được cái văn bản của đoàn bên tỉnh đoàn là tổ chức triển khai, bây giờ muốn mời các bạn đến cái bộ phận chức năng triển khai cụ thể. Dạ. Xin giới thiệu với Lê Mai, đây là ban tuyên giáo tỉnh đoàn, là nơi bộ phận triển khai chương trình Hãy Hát Lên với giữa Đài Truyền hình Nghệ An và tỉnh đoàn Nghệ An. Dạ, xin chào mọi người ạ. Sau khi nhận được cái văn bản phối hợp của Đài Truyền hình Nghệ An thì ban thường vụ tỉnh đoàn nhận thấy chương trình Hãy Hát Lên là một chương trình rất là phù hợp và thiết thực với giới trẻ. Vì vậy ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đã ban hành cái văn bản xuống các cái tổ chức cơ sở đoàn để chỉ đạo và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia và lựa chọn các nhân tố để tham gia. Và các cái tổ chức cơ sở đoàn cũng đã phát hành các cái văn bản gửi xuống các cái cơ sở đoàn để động viên đoàn viên thanh niên tham gia. Và bên cạnh đó thì tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã tuyên truyền đi chương trình này thông qua các cái kênh như là trang website của tỉnh đoàn hay là trang Facebook của tỉnh đoàn. Và trong thời gian qua trên thực tế đã có rất nhiều bạn đoàn viên thanh niên thông qua cái kênh của tổ chức đoàn đã tham gia cái chương trình Hãy Hát Lên trên Đài Truyền hình Nghệ An. Và chương trình ngày hôm nay thì có một nhân vật xinh đẹp tham gia với chương trình cũng thông qua kênh của tỉnh đoàn, một cô giáo đến từ trường Quang Trung 1. Quý vị hãy cùng xem cô giáo đó là ai nhé. Mặc dù đã rất là nhiều lần tham gia các chương trình biểu diễn trên sân khấu, nhưng mà đây là lần đầu tiên xuất hiện và tham gia chương trình MV ca nhạc. Tôi cảm thấy là anh chị em trong cái chương trình biên đạo rất là mệt, rất là vất vả vì phải đi quay giữa trời nắng và tìm những cái địa điểm quay để cho phù hợp với cái bài hát và phù hợp với cái hoàn cảnh. Bản thân tôi cũng rất là mệt nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui. Đó là cái niềm hạnh phúc và vinh dự được tham gia chương trình. Rất may, ekip lựa chọn thực hiện MV Thương Về Xứ Nghệ cho Thu Lê vào đúng ngày xứ Nghệ thời tiết nắng đẹp. Tuy nhiên, cái nắng đầu mùa cũng làm mọi người khá mệt. Nhưng với mong muốn có một sản phẩm ưng ý, nên mọi thứ chuẩn bị rất cẩn thận. Thậm chí đạo cụ là những chú vịt dễ thương như thế này. Từng bối cảnh được chọn trước. Diễn viên đóng trong MV cũng là chuyên nghiệp. Diễn viên, ca sĩ Huy Thông, đoàn sân ca. Dĩ nhiên, sự hồn nhiên của các nhân vật là điều thú vị nhất dành cho ekip. Điều đó có hứa hẹn một MV tốt không nhỉ? Chờ đợi quý vị nhé! Thank you.
rất khó khăn. Mùa đông trời buồn giá, mùa hạ nắng cháy ra, ruộng đồng khô nứt nẻ, mưa đi không kịp về, bao đời dân sự nghề một lòng yêu thương quê. Vừa rồi như thế nào nhỉ? Các cô giáo luôn là nhất mà. Ôi, nghi là trước đây yêu cô giáo nào đó nên mình ngưỡng mộ như thế đúng không? Đúng. Phải công nhận là cô giáo Thu Lê chưa hề qua một trường lớp đào tạo về thanh nhạc nào. Tuy nhiên thì hát cũng rất là ổn và MV cũng rất là mượt nữa. À, và các bạn nữa, nếu muốn đăng ký tham gia chương trình Hãy Hát Lên, các bạn có thể đăng ký thông qua tỉnh đoàn hoặc là thông qua chương trình Hãy Hát Lên NTV qua Gmail hoặc là qua fanpage của chương trình. Các bạn sẽ là nhân vật tiếp theo đấy. Các bạn ơi, đừng quên mã số của Thu Lê là 07 và nhớ là vào fanpage của chương trình để ấn xem, cũng như là vào Facebook của chương trình Hãy Hát Lên để like cho cô ấy thật là nhiều nha. Các bạn nhớ là phải xem hết từ đầu đến cuối nhá. Còn bây giờ thì Lê Mai và Duy Anh phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Một chương trình mới dành cho giới trẻ, tạo điều kiện cho các bạn trẻ được thể hiện mình trong các MV ca nhạc. Hãy Hát Lên, cơ hội để các bạn khẳng định
và khám phá một lối đi riêng trong âm nhạc. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể gửi các CD, MV do mình thể hiện về địa chỉ Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An để bắt đầu đến với con đường ca nhạc chuyên nghiệp. Email hãy hát lên ntv@gmail.com.